ơi, thì hôm nay cũng rất là vui và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá nông nghiệp tuần hoàn tại ứng dụng tại trang trại Nắng và Gió, mô hình vườn ao chuồng chuồng quế và du lịch sinh thái trải nghiệm. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cái hạng mục phần 4 chuồng quế. Thì như mọi người thấy ha, đây là một cái bãi chuối già thương đang trong giai đoạn tạo trái, đang trong giai đoạn trái đang to dần. Thì ngồi cái vấn đề là chúng tôi trồng chuối để cung cấp thực phẩm cho thị trường, thì chúng tôi sẽ tận dụng cái nguồn phụ phế phẩm từ cái chuối này, tức là những cái trái chuối chính mà bị dập bị hư á, chúng tôi sẽ nắm qua rồi vận chuyển đến tại phân và chúng tôi sẽ chế biến một loại sản phẩm rất là tuyệt vời. Thì một chút cho mọi người sẽ nhìn thấy nó ha. Đây là một quả chuối già hương canh tác theo hướng phòng trồng hữu cơ ha. Phòng trồng hữu cơ trên phần chuối phần cung lên, đây là một góc cũng đang kết chuối ở trên bãi phân chúng tôi trồng và không có xài phân thuốc, cứ để tự nhiên và sử dụng IMO tưới vào đất cho nó thấm vào đất thôi. Rồi chúng ta sẽ đi qua kia để tìm hiểu một cái sản phẩm đặc biệt được chế biến từ cái chuối đó, cung cấp cho nông nghiệp, cung cấp cho những loại cây ăn trái để có cái hàm lượng kali hữu cơ, chúng ta tăng cái độ ngọt tự nhiên của trái lên ha. Ở đây chính là cái sản phẩm đó, GE chuối ha. Như mọi người thấy ha, GE chuối là một sản phẩm hoàn toàn hữu cơ sinh học, chúng tôi chế biến từ những cái phụ phế phẩm. Tôi xin nhấn mạnh là chúng tôi chế biến từ những cái phụ phế phẩm, những cái trái chuối bị hư thải bỏ không còn được sử dụng nữa, chứ không có thể nào mà chúng ta lấy những cái trái chuối ngon lành để mà chế biến thành phân bón hay là dung dịch hữu cơ sinh học thì nó phí quá. Đấy, thì những cái trái chuối chính hư mà thải bỏ đó chúng tôi sẽ lên men ủ kỵ khí bằng cái công nghệ sinh học. Thì GE tức là cái tên viết tắt của chữ Gabax Enzyme, tức là enzyme rác chiết xuất từ những cái vật liệu hữu cơ ủ kỵ khí lên men trong cái môi trường rầu dinh dưỡng, rầu dinh dưỡng rỉ mặt đường hoặc là nguồn đường glucose. Thì chúng tôi sử dụng cái vi sinh vật bản địa để bổ sung vào trong quá trình ủ để rút ngắn thời gian ủ xuống. Thì như mọi người biết, cái GE, cái sản phẩm GE là được một ông kỹ sư nông nghiệp người Thái, tôi cũng không nhớ tên, ông ta phát minh ra và ủ trong vòng 3 tháng, tức là 90 ngày thì chúng ta mới có thành phẩm GE của chuối hay nhỏ đam, quế vân vân. Thì chúng tôi cảm thấy rằng thời gian 3 tháng thì khá là lâu, nên chúng tôi sẽ tìm hiểu và bổ sung thêm hệ vi sinh vật bản địa tự sản xuất, tự nghiên cứu để đưa vào và ủ lên men để cho ra những cái loại GE chuối này hoàn toàn hữu cơ sinh học, cung cấp cho cái vườn trái cây của chúng ta, cũng như là có thể sử dụng cái GE chuối này cho cái vườn lan, vườn hoa của mình. Đấy, thì cái công dụng của nó như thế nào thì tôi đã nói ở trong video trước, mọi người có thể xem lại trên kênh YouTube Vườn Trùng Quế ha. Và nếu như quý khách hàng, quý bà con muốn sở hữu cái sản phẩm này dùng thử với giá cả tôi xin khẳng định là rất mềm luôn, bởi vì tại trang trại Nắng và Gió chúng tôi chủ động nguồn nguyên liệu dồi dào nên cái giá thành rất là tốt, từ đó suy ra giá bán cũng rất là tốt cho tất cả mọi người có thể sử dụng được sản phẩm GE nhà đam cũng như là GE chuối này. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng tiếp tục đến với một cái lô ủ GE khác từ táo và nha đam, hỗn hợp tôi mix lại và để ra một thời gian dài thì nó tạo ra một lớp ván như hệ vi sinh vật, nó tạo ra giống như thạch dừa vậy. Rồi mọi người theo tôi xem thử ha. Rồi thùng này là khoảng tầm 200 lít. Nút chút xa kia là cái núi đất tại trang trại Nắng và Gió, còn đây là những cái vỏ lá nha đam. Đấy, nhà máy chở lên và chúng tôi sẽ tập kết để trộn với phân bò, chúng tôi ủ đánh đóng và phủ bạc lại trong vòng khoảng 1 tháng 45 ngày, chúng tôi sẽ thu hoạch sàng đóng bao và vận chuyển đến những cái khu vực vườn táo, dưa lưới, ổi để trồng. Thì rồi chúng ta sẽ nhìn vào bề mặt của cái bể ủ này ha. Nói một chút về thạch dừa, cái này chúng ta nhìn vào và tôi sẽ bắt lên thì mọi người thấy sẽ rất là giống thạch dừa. Thạch dừa là một cái sản phẩm được lên men và nó sẽ đóng ván, chúng ta sử dụng máy cắt thành từng cục. Thì đó là một loại sản phẩm dùng cho thực phẩm nên nó phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Còn cái sản phẩm đây là dùng cho phân bón, cho cây trồng thì chúng ta không cần phải quá kỹ như trong thực phẩm ha. Đó. Khi mà chúng tôi bổ sung rỉ mật và hệ vi sinh vật bản địa, nước sạch vào với cái cơ chất là trái cây hư thải bỏ. Cụ thể ở đây là nha đam và táo. Đây tôi sẽ dỡ lớp ván này lên cho mọi người xem ha. Đây. Đấy. Mọi người thấy ha, đây là những trái táo, những trái nho hư ha, chúng tôi ủ lên men. Đây là những miếng nha đam mà chúng tôi đã cắt ra để ủ nè, ủ chung nè. Đây là một cái sản phẩm GM mix, tức là phối trộn từ nha đam và cái táo và nho ha. Và đặc biệt là cái đây là cái nguồn phụ phẩm bỏ đi bị lỗi, chúng tôi mới sử dụng chứ không có dùng mà táo tươi, táo chín mà hạng 1 để làm ha. Mọi người lưu ý nha.
đã là phân bón thì chúng ta tận dụng những thứ thải bỏ đi để tận dụng và tái chế nó thành những cái sản phẩm cao cấp và cung cấp ngược trở lại cho những hạng mục khác, thì đó mới gọi là nông nghiệp tuần hoàn. Đây là những cái miếng nha đam này, mọi người có thể nhìn thấy nè ha. Đấy, nha đam mà loại thải chúng tôi cắt ra và ủ như thế này trong vòng khoảng tầm ủ bể lớn như vậy khoảng tầm 1 tháng, chúng tôi sẽ lọc cặn và chúng tôi bón cái lọc cái cặn bã đó cho cây, bón màu gốc, còn cái nước là chúng tôi sẽ đóng chai ha. Chúng tôi sẽ hợp mùi thơm lên men, mùi thơm lên men của trái cây rất là thơm ha mọi người, không hôi ha. Đấy, xác bã sau một thời gian thì vi sinh sẽ phân giải và chỉ còn cái xác thôi, dinh dưỡng và khoáng chất nó sẽ được ngấm vào trong nước. Và một chút nữa chúng ta sẽ thêm đây, đây là một cái lớp thạch ha, một cái lớp thạch, thạch này chúng ta có thể bón vào cây, chúng ta có thể băm diễn ra trộn với đất và bón vào gốc để cung cấp hệ vi sinh và một phần dinh dưỡng còn lại ở trong này. Bản chất nó là một cái lớp thạch, nó hút dinh dưỡng từ cái nước GE này. Đấy, cái thùng này là chúng tôi phủ bạc kính ha, do quay phim cho mọi người xem nên tôi mới phủ gỡ cái bạc ra, chứ bình thường là phủ kính trong môi trường kỵ khí, bề mặt này là thiếu khí, còn ở trong sâu bên trong là kỵ khí ha. Đây, quay lại một chút, cái lớp thạch nó rất là dày luôn nè mọi người, thấy không? Cái lớp thạch dày chắc cũng phải tầm 3 phân á, một cái lớp màng dày cui luôn nằm trên mặt y chang như thạch dừa ha mọi người ha. Vi sinh nó mật độ rất là dày và cao thì nó mới tạo ra cái lớp thạch như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy ha, thật sự không hôi nha, không hôi và nó thơm, nó thơm mùi đúng như mùi nước trái cây lên men vậy. Cái nước này chúng ta có thể là bổ sung vào đất tưới rất là tuyệt vời, bởi vì nó lấy dưỡng chất từ táo và nha đam như thế này ha. Nha đam, nha đam ăn lớp thạch rất là dày luôn. Dày luôn, một cái lớp thạch dày cui luôn nè ha mọi người ha. Ha. Rồi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ thị thực cho mọi người xem thấy cái quá trình mà chúng tôi đang làm sản phẩm GE mix từ những loại trái cây như nha đam, chuối, mỗi loại sẽ có một công dụng công năng riêng, một loại cho hoa kiển, bonsai hoa lan, một loại cho cây ăn trái và một loại này là loại mix từ nha đam và trái cây thì có thể là bổ sung tưới gốc hoặc là phun vào lá để cung cấp dưỡng chất và kháng khuẩn cho cây rất là tuyệt vời, bởi vì trong cái nha đam này nè có một chất kháng khuẩn rất tốt ha. Rồi, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.